à bù bổ. Mày ép góc đó, ép góc chơi như này nó không đỡ được nè. Đấy không, lại gần nó là, lại gần nó là đây hai cái là chơi được điều chiêu gồng gồng khí công lên. Thiệt là hư cấu quá đi. À bù bổ. Ooh, man, ghê man. Đó. Trời ơi. Rồi. Thì chiêu này xong rồi. Thì chiêu này xong rồi. Ủa con này thì chiêu sao đây à? Đỡ quên quá rồi. Chào bông cải nha. Đúng rồi, thùng cắm vô máy tính có cài đặt, có tải game về 750. Ok Hải Lâm nha. À rồi, vô rồi, vô rồi. AC hai vòng lùi AC rồi. Ôi, ao bổ cầm cái tay à, chậm lại bổ như cây búa vậy ha. Hello Tấn Bình nha. Mới học về em. Rồi Amon, Amon là sát thủ nha đây ạ. Quánh trên chiếc máy bay rồi ạ. Mày ép góc đó, ép góc chơi chiêu này nó không đỡ được nè. Còn một chiêu nữa, còn chiêu là chụp nữa nè mà, đâu biết chiêu chụp chơi sao. À bổ ở đây nè, mày quýnh ghê lắm nha anh em ạ. Nó biết rồi. Mày biết à? Mày biết hả? Có chiều nay live bình thường nha. Chào Dương quá nha. Apple bổ win. Rồi, see you John AMI. Đó, Rebecca. Đi bắt cao là nó mày á, mày nè nè chấn chỏ là kết. Trời ơi, pha nó đau chưa em? À nó đỡ được rồi, nó biết, nó biết đỡ được chưa, này có đỡ rồi. Ra vậy ai da, đau quá em ơi. Trời ơi, nó quýnh thốn quá. Game này tên là Double Dragon hay còn gọi là Song Long nha nè. À, nó quýnh đỡ quá, đau quá rồi. Ôi, nắm chụp. Mày kết, mày đỡ rồi, mày đỡ đi, đỡ đi con quỷ. À bộ bộ win. Trời ơi, nhẹ nhạt. Rồi, anh em nào quan tâm cái thùng 750, inbox cho đỡ. Bộ này có cài đặt nha. Còn bộ này không cài đặt nè. 2.3 triệu. Cắm vô là chơi luôn. Bộ này ok rồi. Chen Vu.
Chen Fu có cái chiêu mà nó làm cho anh em xỉn đó, ảo lắm. Tới gần là tự nhiên thì chiêu mình ôm nó lại à. Rồi đã biết cái thì chiêu rồi. Tới gần anh em nửa vòng, hai vòng lùi là thì chiêu đó. À nửa vòng lùi là thì chiêu đó. À nó có chiêu xôi gà ghê lắm nha anh em ạ. Đỡ đi nè, xôi gà đây. Đó, cái chuyện combo này ghê lắm anh ạ. Ây da. Ây, rồi, xong rồi, 18 chiêu rồi nè. Ờ Kết, ừ, hay quá. Còn chút xíu báo liệt. Gỡ kèo liệt. Nói chung, đỡ chơi trò này hơi gà đi mà. Đỡ chỉ review cho anh em coi thôi. Trời ơi, còn chút xíu báo tí là tới cục cứt luôn. À, Simi. Trời ơi, chưa gì hết, chơi đau bạn. À da. Rồi, tới cục cứt rồi. Hay quá. Kết mày hả, mày quýnh mà nó xỉn được cái abo quýnh tụi nó dễ xỉn đâu, mà có năng lượng nữa là vô hệ rồi. Ồ nó combo nữa kìa. Ai không, lại gần đó là anh em hai cái là chơi được điều chiêu gồng khí công lên. Rồi anh em nào quan tâm cái thùng 750, bộ này có cài đặt cho anh em, bộ này không cần cài đặt, 2.3 triệu cắm vô chơi luôn. Đứng lên cái là tập thể dục thế đó. Luno à, bự ghê không. Thôi đi bạn. Giờ vậy có chiêu đó nữa. Ôi ôi, tới cục cứt. Mày nè mày. Kiếm chuối với đỡ nè. Kiếm chuối. Kích. Chiều nay GTA Vice City nha. À, hôm nay đủ win khớp quá. Hôm nay A bộ win khớp quá nè. Trời ơi, có chuyện đó nữa hả? Nó chạy tới nè. Chạy nè. Chạy nè. À hả. Nè chạy quay chạy nè. Phun nè. Chạy tới đây rồi. Tới đây. Chạy đỡ. Chẻ đầu đó à. Ok, rồi anh em nào quan tâm cái thùng thì anh bóc cho đỡ 750, bộ này có cài đặt nha. Cắm vô là chơi luôn, ok. Mai chơi game này tiếp hả? Ok luôn. Rồi bây giờ đỡ qua cuồng đao nè. Đỡ review cho anh em nha anh em. Đỡ review cuồng đao nè, hôm nay lấy hả phái võ đang kiếm hả? Rồi hôm nay quýnh võ đang kiếm cho anh em coi cuồng đao đúng không?
Đợi kia.